mọi người, mình là Trâm Mai. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Go With Mai cũng như là series tâm sự của cựu thú khoa đào ngoại thương. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn những kinh nghiệm mình đã tích lũy được về việc học từ vựng, chuẩn bị cho kỳ thi IELTS trong quá trình học của mình. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến chủ đề trong video clip ngày hôm nay thì nhớ theo dõi hết video clip này nha. Thì trong video clip ngày hôm nay mình sẽ chia nó ra làm hai phần chính. Cái phần thứ nhất mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái loại từ vựng các bạn cần học, và cái phần thứ hai là các cái bước các bạn cần xúc tiến để học từ vựng một cách hiệu quả nhất nha. Ok, phần đầu tiên thì sẽ có hai loại từ vựng các bạn cần học, là loại từ vựng theo chủ đề và cái thứ hai là cái loại từ vựng chung không theo chủ đề nào cả. Thì từ vựng theo chủ đề hay còn gọi là topic specific vocabulary á, thì các bạn sẽ phải học cái từ vựng theo, như tên gọi của nó là theo những chủ đề quen thuộc của cái phần thi speaking và writing, ví dụ như là education, technology, government and policy, environment, và cái gì nữa ta, crime chẳng hạn, về tội phạm ha. Cái dạng thứ hai là cái dạng từ vựng chung để các bạn có thể đối phó với bài writing và speaking ha. Thì cái dạng từ vựng chung general expressive vocabulary này á, thì nó không có thuộc cái chủ điểm nào, mà nó sẽ bao gồm những cái cụm từ thể hiện ý kiến khách quan, chủ quan nè, thể hiện sự tương phản nè, rồi là thể hiện cái nguyên nhân, cái gì đã tác động lên cái gì để mà cái sự việc đó nó xảy ra, hoặc là cái những cái cụm từ thể hiện cái để nó chỉ sự, để nói về giải pháp hơn, thì đây là những cái cụm mà các bạn phải học. Tiếp đến mình sẽ chia sẻ về cái cách xúc tiến học như thế nào, thì sẽ có 3 bước chính nha mọi người. Cái bước thứ nhất sẽ là cái bước các bạn cần phải tự đánh giá năng lực của bản thân, xem là cái nền tảng của mình nó đang ở cái level nào, phỏng theo cái khung tham chiếu châu Âu, rồi là qua đó thì các bạn sẽ biết được rằng là mình cần bồi dưỡng những cái từ vựng ở cái level nào nha. Tí nữa mình sẽ nói cụ thể, bây giờ mình nói sơ qua 3 bước. Cái bước thứ hai sẽ là bước chọn giáo trình học phù hợp với bản thân nhất, và cái bước thứ ba là chúng ta bắt tay vào học, và chúng ta phải học thật là đúng phương pháp nha mọi người. Ok, và không chần chờ gì nữa, chúng ta bước vào bước thứ nhất là chúng ta cần đánh giá bản thân để xem là chúng ta cần bồi đắp bao nhiêu từ vựng để mà chúng ta có thể thi được IELTS cái số điểm mà chúng ta mong muốn nha. Thì các bạn hãy nhìn vào cái bảng đối chiếu, cái bảng đối chiếu cái nền tảng tiếng Anh theo cái khung tham chiếu châu Âu này nha. Thì các bạn để ý á, là để có được 6 chấm thì các bạn phải có được khoảng B2 đúng không? Còn để từ 7 chấm trở lên thì các bạn phải có cái nền tảng ngoại ngữ từ C1 trở lên đúng không? Vậy thì cái việc đầu tiên á, là các bạn phải xem là trình độ các bạn đang ở đâu, ở B2 hay B1 hay là A1, A2. Thì các bạn hãy làm những cái bài test trình độ tiếng Anh của các bạn. Thì mình có hai trang web mà mình cảm thấy khá là thích, là một là trang oxfordonlineenglish.com English Level Test, còn cái trang web thứ hai là của Hội đồng Anh. Thì mình sẽ để link hai trang web đó ở dưới phần bình luận để cho các bạn có thể kết nối nha. Rồi, thì sau khi các bạn làm bài test ở trên hai trang này thì người ta sẽ tính cho các bạn cái level tiếng Anh, cái level nền tảng tiếng Anh của các bạn đang ở cái mức nào theo khung tham chiếu châu Âu. Thì ví dụ như nếu các bạn đang ở mức B1 thì các bạn biết là các bạn phải, mà các bạn hướng đến cái số điểm là 7 chấm thì các bạn biết là các bạn phải bồi đắp từ B2 đến C1 đúng không mọi người? Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu được chúng ta cần học gì và năng lực chúng ta đang ở đâu đúng không? Đó là cái bước thứ nhất nha. Rồi bây giờ đến bước thứ hai là cái bước chọn giáo trình học. Thì trong cái video clip mà làm sao để thoát khỏi 7.6.0 IELTS, mình đã phân tích các cái hình thức học, ví dụ như là các khóa học online nè, sách tham khảo nè, hoặc là các cái ứng dụng khác nhau đúng không? Thì hôm nay mình muốn tập trung vào chia sẻ về phần sách tham khảo ha. Thì dù cho các bạn có đang đi học khóa online hay offline thì mình nghĩ rằng chúng ta cũng nên chủ động trong cái việc làm giàu cái vốn từ vựng của chúng ta, học thêm, thật là mở rộng cái vốn từ vựng của bản thân để đạt điểm tốt nhất trong kỳ thi IELTS nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ về sách tham khảo. Thì sách tham khảo thì mình thấy trên thị trường thì sẽ có hai loại sách chính. Cái loại thứ nhất là loại sách của nhà xuất bản nước ngoài nha mọi người. Và cái loại thứ hai là loại sách của nhà xuất bản Việt Nam. Thì để mình giới thiệu sơ qua các cái đầu sách ha, xong rồi là mình sẽ phân tích ưu và nhược điểm của hai loại sách này nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn những tựa sách nước ngoài trước nha. Đầu tiên á, là để các bạn học từ vựng cơ bản á, thì chúng ta có cái những cái cuốn Oxford Word Skill. Thì mình có ghi cái trình độ theo khung tham chiếu châu Âu ở đây. Thì cuốn Basic nó sẽ từ là A1 đến A2. Cuốn Intermediate là cuốn màu cam ở giữa thì nó sẽ là tương đương với trình độ từ B1 đến B2. Thì sẽ phù hợp với những bạn mà muốn ôn từ B5 lên B7. Thì trong cuốn sách này cũng có rất là nhiều bài tập
để các bạn có thể làm và nhớ từ. Rồi, nếu mà các bạn muốn ôn từ band để đạt cái mức điểm từ band 7 trở lên á, thì có thể tham khảo cuốn sách Oxford Word Skill Advanced. Thì cuốn này nó sẽ tương đương với trình độ C1 nha mọi người. Và ngoài ra thì cũng có cái series sách chuyên dành cho cái kỳ thi IELTS, là cái cuốn là Cambridge Vocabulary for IELTS. Thì cuốn này nó tương đương với trình độ B1, B2, thì phù hợp cho các bạn ôn từ bên 5 lên bên 7. Còn cái cuốn cũng là tên cái tựa sách này, Cambridge Vocabulary for IELTS, nhưng mà Advanced á, thì nó tương đương với trình độ từ B2 cho đến C1, phù hợp với các bạn ôn từ bên 7 lên bên 8 hoặc là cao hơn nha. Còn nói đến tựa sách của những nhà xuất bản trong nước á, thì mình rất là thích sách của Megabook ha. Thì mình thích cái cuốn Từ vựng IELTS 8.0, Từ vựng đắt để đạt điểm cao 4 kỹ năng này. Rồi là mình cũng rất là thích cuốn IELTS cấp tốc 20 ngày Writing, và cuốn IELTS Writing, công thức học nhanh IELTS Writing Test 2. Thì tuy đây là hai cuốn để mà các bạn học luyện writing, luyện viết, nhưng mà mình lại cảm thấy rằng nó là một cái học liệu để mà học từ vựng cũng rất là bổ ích luôn. Nên là mình kèm nó vào cái video clip giới thiệu về từ vựng ngày hôm nay. Nên là nhà xuất bản trong nước thì mình giới thiệu ba cuốn này nha mọi người. Ok, thì mình đã giới thiệu xong các cái tựa sách rồi. Bây giờ mình sẽ bước đến cái giai đoạn là phân tích cái ưu và nhược điểm của từng loại sách nha. Đầu tiên là sách nước ngoài. Thì như các bạn biết á, là những cuốn sách nước ngoài mình vừa giới thiệu với các bạn, nếu các bạn gõ lên mạng tên sách kèm PDF á, thì các bạn sẽ dễ dàng tìm được cái địa chỉ download cái bản PDF đó. Nên là trên cái ý nghĩa đó thì nó có thể là miễn phí ha. Các bạn có thể download về rồi xong rồi in ra, hoặc là các bạn có thể học trên iPad. Nói chung là sách của nhà xuất bản lớn thì cái content của người ta khá là tốt, viết sách hay, và nó cái lượng từ vựng nó khá là nhiều nha. Nhưng mà có một cái nhược điểm của nó là nó tất cả mọi thứ nó đều viết bằng tiếng Anh, và chính vì các bạn đang học từ mới nên là học theo những cuốn này thì các bạn sẽ phải đi tra tiếng Việt từng từ một, thì nó sẽ hơi mất thời gian và nó cần cái sự cam kết của các bạn khi học nha mọi người. Và một cái nhược điểm khác ấy là đối với những bạn mà chưa vững về nền tảng thì có thể rằng là những cái cuốn sách tiếng Anh, chỉ toàn tiếng Anh này không, sẽ là một cái rào cản khá lớn khi các bạn học. Ok, vậy còn đối với nhà xuất bản trong nước thì sao? Một cái ưu điểm rất lớn của những nhà xuất bản trong nước á là tất nhiên là khi mà người ta viết cho học sinh Việt Nam, nên là người ta có in sẵn tiếng nghĩa tiếng Việt trong đó, thì các bạn đỡ mất công đi tra nha. Ví dụ ở đây các bạn thấy là chữ take the lead được dịch sẵn ra là chiếm đa số rồi, thì các bạn sẽ không phải đi tra từ vựng nha. Rồi, và có một cái ưu điểm khác nữa, đó chính là cái vì người ta viết cho học sinh Việt Nam và người ta cũng thấu hiểu được là học sinh Việt Nam sẽ bị yếu ở những phần nào, nên là người ta đã viết một cách rất là dẫn dắt và mình cảm thấy rất là phù hợp cho những bạn, đặc biệt là cuốn từ vựng IELTS 8.0 này phù hợp cho những bạn đang mới bắt đầu học IELTS, cho đến những bạn mà đang phấn đấu cái mức điểm 8.0 luôn. Bởi vì là người ta sẽ chia từ vựng theo từng topic nha mọi người. Các topic trong cuốn này bao gồm là Effective in Communication, The Modern World, Technology. Nói chung là có khoảng 15 unit, thì mỗi unit sẽ là một chủ điểm khác nhau. Và người ta sẽ giới thiệu cho các bạn các cái từ vựng từ band 6.0, và sau đó là sẽ chỉ cho các bạn làm sao để sử dụng những cái từ ít phổ biến hơn để mà ghi điểm với giám khảo hơn. Thì người ta viết rất là dẫn dắt trong cuốn này. Và ngoài ra trong cuốn này thì cũng có cái phần bài tập rất là đầy đủ để các bạn có thể luyện tập những cái từ mà các bạn đã học, thì các bạn sẽ dễ nhớ hơn nha. Rồi, đến cuốn cuốn writing này cũng vậy. Hai cái cuốn writing này á, thì từ vựng cũng được chia theo chủ đề. Thì đây sẽ là một cái nguồn để các bạn có thể bổ sung từ vựng theo chủ đề phục vụ cho kỳ thi writing và speaking. Để mình mở ra cho mọi người xem nha, thì các bạn thấy đó là sẽ có 21 topic và sẽ được học những cái từ vựng về những cái chủ đề quen thuộc phục vụ cho bài thi writing nha mọi người. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những từ này trong phần thi speaking để ăn điểm từ vựng luôn nha mọi người. Cũng như là trong hai cuốn này thì cũng có từ vựng để mà diễn đạt chung nữa, General Expressive Vocabulary đó mọi người. Mình thấy đây là ba cuốn sách mà rất là xứng đáng để các bạn bổ sung vào tủ sách luyện thi IELTS của mọi người. Ok, và cái bước thứ ba đó chính là chúng ta sẽ bắt tay vào học. Thì cái việc học từ vựng á, các bạn cần phải học nó mỗi ngày cho mình. Thì ngày xưa mình sẽ thích học theo cái routine là buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi đã học những cái môn nặng đầu, ví dụ như là toán và văn, thì mình sẽ học từ vựng cuối cùng. Bởi vì học từ vựng rất là nhẹ thì mình sẽ học từ vựng, và khi mình học từ vựng thì mình sẽ cố gắng làm những cái bài tập, bởi vì
khi mà làm bài tập thì nó sẽ củng cố cái kiến thức mà mình vừa học nha. Thì mình sẽ học vào buổi tối để mà sau trước khi đi ngủ, và để mà khi mình đi ngủ á thì gọi là não bộ của mình nó sẽ củng cố lại cái kiến thức mà mình vừa học. Mình cảm thấy là sáng hôm sau mình dậy mình có thể ôn lại cái lượng từ vựng đó nha. Thì các bạn học xong rồi là các bạn nhớ ôn tập lại những cái từ vựng mà các bạn đã học. Chứ cái cơ chế của việc học nó không có phải là các bạn học một lần mà các bạn sẽ nhớ được cái từ vựng đó ngay, mà các bạn phải ôn tập lại một cách thật là hệ thống nha mọi người. Thì cái cách ôn tập hệ thống á, thì các bạn có thể sử dụng cái bảng quản lý tiến độ mà mình đã chia sẻ đến các bạn ha. Thì các bạn sẽ ghi vào, ví dụ như lần học đầu tiên sau nửa ngày là các bạn phải ôn tập lại, xong rồi ngày hôm sau các bạn ôn tập lại, xong cách đó 2 ngày, xong cách đó 3 ngày, xong các bạn tăng dần cái khoảng cách ôn tập lên nha. Hoặc là nếu mà các bạn lười á, thì các bạn cũng có thể dùng một cái cây bút và đánh dấu vào cái trang từ vựng mà các bạn đã học ha. Và có một số cái lưu ý khác khi các bạn học ấy, là khi học thì đừng chỉ gọi là kiểu nhớ cái từ đó trong đầu không, mà còn phải cố gắng gọi là sao ta, đọc cái từ đó ra để các bạn có thể phản xạ được với cái từ đó. Take the lead, chiếm đa số. The most popular one is motorbike. There are various means of, cũng như là cố gắng để làm vậy thì các bạn có thể. Và ngoài ra khi mà các bạn trả bài từ vựng á, thì đừng chỉ là nhìn cái từ tiếng Anh rồi đoán nghĩa tiếng Việt. Ở đây thì người ta có ghi sẵn cái chữ tiếng Việt cho các bạn, thì các bạn cũng có thể che cái chữ tiếng Anh đi, nhìn chữ tiếng Việt và cố gắng diễn đạt cái từ đó bằng tiếng Anh nha mọi người. Chiếm đa số. Take the lead. To be got held up in, to get held up in heavy traffic. Jam packed. Beat the traffic. Carpooling. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Hy vọng rằng mình đã cho được các bạn những cái nguồn thông tin tham khảo có ích về việc học từ vựng luyện thi IELTS. Và nếu như các bạn quan tâm đến những cuốn sách mà mình đã giới thiệu ngày hôm nay, nào là cuốn từ vựng IELTS 8.0, từ vựng đắt để đạt điểm cao 4 kỹ năng nè, và hai cuốn writing á, thì các bạn đừng quên tham khảo link ở dưới phần mô tả. Và mình nghe nói rằng hôm nay ở Shopee đang có chương trình sale rất là lớn, nên là đừng bỏ qua cơ hội nhận ưu đãi nha mọi người. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu như các bạn có cái thắc mắc gì khác về vấn đề học IELTS thì nhớ để ở dưới phần bình luận cho mình. Và nếu thấy thích video clip này thì đừng quên like, share và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại.